Thế thì hết một đời sống này của mình, thì cái mình muốn mình nhận được là cái gì? Chính vì chúng ta không biết là chúng ta nhận được cái gì sau một đời sống này, cho nên chúng ta mới lao đầu vào hưởng thụ. Nhưng nên nhớ, càng hưởng thụ thì lại càng đau khổ. Anh Thuận Nguyễn Văn có đặt câu hỏi: Thầy cho em hỏi làm sao mình có thể xác định được đam mê và mục đích sống trong công việc để đạt được thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Mong thầy hoan hỷ giúp em. Cảm ơn thầy nhiều. Tôi chia sẻ là tất cả những thứ đam mê hay sở thích hay năng lực sở trường, tất cả những thứ đó nó gọi là phương tiện. Mà việc đầu tiên mỗi một con người sinh ra mình phải hiểu là sứ mệnh của mình là gì. Tức là sống hết một đời này thì ai cũng sinh ra rồi ai cũng phải chết. Nếu sinh ra và chết đi và nhận được cuộc sống nó sướng, thì chúng ta phải nói là chó nhận là sướng nhất. Bởi vì không phải nấu cơm, không phải rửa bát, đi spa thì mất khoảng 300 khìn. Mình sáng chiều nay tôi đi cắt tóc mất có 30 khìn, cả cạo râu luôn và ngoái tai có 30 khìn. Mà trong khi đó là chó nhận nó đi spa mất 300 khìn. Ngay kể cả đời sống con heo nó cũng sướng mà. Cũng không phải nấu cơm, không phải rửa bát, đến bữa là ăn. Thế tại sao mình không ai nhận là lợn hay là chó? Không ai nhận là lợn là chó ấy. Vậy thì con người nó khác con vật ở chỗ chính là mình có cái tư duy để hình thành lên cái sứ mệnh sau một đời sống. Thế thì hết một đời sống này của mình, thì cái mình muốn mình nhận được là cái gì? Chính vì chúng ta không biết là chúng ta nhận được cái gì sau một đời sống này, cho nên chúng ta mới lao đầu vào hưởng thụ. Thế cũng là sống, thì thằng nào giết được nhiều con vật để mà ăn thì thằng ấy gì ạ? Là sướng không? Có đúng thế không ạ? Cũng là sống, thằng nào mà được đi xe hơi là sướng hơn đi xe máy không? Tức là họ sẽ quá chú trọng vào đời sống của sự hưởng thụ. Nhưng nên nhớ, càng hưởng thụ thì lại càng đau khổ. Nó giống như cái đốm lửa nó cháy trong rừng khô vậy. Dù là một ngọn lửa bé bằng que diêm thôi, lúc đầu thì nó bùng lên rất nhẹ. Tức là đầu tiên không có tiền, chỉ muốn có cái căn hộ cấp 4. Nếu có căn hộ cấp 4 rồi thì lại muốn có căn hộ chung cư. Có căn hộ chung cư thì lại muốn mua liền kề. Có liền kề rồi lại muốn mua biệt thự. Có biệt thự rồi thì lại muốn lo cho con, cho cháu. Tức là cuộc đời họ liên tục bị chạy theo đời sống của vật chất. Vậy thì cuối cùng đời người nó phải có sứ mệnh của nó chứ. Vậy tất cả những kẻ mà sống vô vọng trong cuộc sống và hưởng thụ một cách đến mức độ mà sa đọa kể cả về thân xác, thì đấy là do họ không có sứ mệnh. Vậy sứ mệnh của con người sinh ra chính là tích lũy tư duy. Tích lũy tư duy. Và thứ duy nhất mang đi khỏi thế giới này, đó là sự thừa kế của tài khoản tư duy. Và có bao giờ bạn đặt câu hỏi là tại sao bọn trẻ bây giờ nó tiếp xúc với máy tính, nó tiếp xúc với điện thoại, nó thông minh rất là nhiều so với thế hệ của chúng ta ngày xưa không? Nó rất là thông minh. Bây giờ rất nhiều ông bà là 4, 5, 60 tuổi phải gọi đứa cháu nó có khi chỉ 3 tuổi thôi, nó bật các chương trình về TV bằng hệ thống điện tử để cho nó xem, mà ông bà không biết. Vậy bạn có nghĩ rằng nó có cái tính kế thừa của tư duy không? Nó có kế thừa. Chỉ có duy nhất là tư duy là kế thừa đến kiếp sau. Và vấn đề là niềm tin của bạn nó nằm ở đâu? Vậy
Vậy thì sứ mệnh của chúng ta trong một đời sống này, sinh ra để tiến hóa về mặt tư duy. Đời sống của chúng ta sinh ra trong một đời sống này chính là tiến hóa về mặt tư duy. Và phương tiện chính là đời sống. Phương tiện chính là lao động trong đời sống. Và nhờ có lao động mà mình tiến hóa về mặt tư duy. Cho nên bạn không tin bất cứ kẻ nào mà ngồi chơi 5 năm tư duy nó bị ngay lập tức bị trì trệ này. Nhưng những người nào họ làm miệt mài 5 năm thì chỉ mất 5 năm sau họ nhìn lại họ cách đó 5 năm, họ nhìn họ bỗng cười họ tại sao ngày xưa mình ngu vậy. Tức là cái sự tiến hóa đấy nó là khủng khiếp. Vì vậy bạn cứ hình dung nếu như mất 1 năm bạn lao động miệt mài, bạn sẽ trở thành người lành nghề. Nhưng nếu 1 năm bạn đi chơi không làm gì cả thì não bộ của bạn tư duy nó mất đi khủng khiếp. Không hề đơn giản. Cho nên đời sống này chính là lao động để tiến hóa về mặt tư duy. Đấy chính là sứ mệnh. Nhưng để tiến hóa về mặt tư duy thì bắt đầu cái tâm của bạn nó phải rất sáng. Nguyên tắc bạn hình dung thế này. Tại sao là cờ ngoài, bạn đứng ở ngoài cái người đánh cờ ấy, thì thường bạn rất là thông minh. Vì sao? Bạn không vụ lợi. Cho nên bạn nhìn thấy cái nước cờ của cả hai bên nó rất là rõ và bạn không bị tối mắt lại. Tức là chúng ta nhìn thấy thì nó rất là đơn giản, nó tối mình cũng nhìn thấy bàn cờ. Mà tại sao mình thông minh hơn hai ông ấy ngồi trong? Là vì mình không có tâm vụ lợi phải thắng, cho nên mình thông minh hơn. Tương tự như vậy, tương tự như vậy là nếu như mà hai người hàng xóm họ cãi nhau và một trong hai người không phải là mẹ mình thì mình nhìn ra đúng sai của người này và người kia nó cực kỳ chuẩn luôn, nó là tư duy chân lý luôn. Nhưng hãy tưởng tượng nếu bạn đặt tiền vào và bạn là người chơi cờ thì tự nhiên tâm trí của bạn nó bị che mờ bởi sự tham sân si. Hoặc là người cãi nhau đấy là mẹ bạn thì bỗng nhiên bạn che mờ về tính sở hữu, vì đấy là mẹ bạn, cho nên bạn không còn đủ tâm trí để sự minh bạch chân lý là ai đúng ai sai để bạn giải quyết. Và phần đấy nó gọi là tâm. Vì vậy đời sống này muốn tiến hóa về mặt trí tuệ chính là rèn cái tâm của mình, là tâm cho đi. Mà muốn cho đi được, khi mà cho đi thì mọi người nghĩ là cho đi là mình mất, nhưng không phải. Cái mà mình cho đi chính là mình tập bỏ tham, tập bỏ sân. Tức là tham, tức là khi mà phải chia nhau đôi khi có một tí tiền chúng ta buông. Hay là đi mua bán một ai đấy tốt với mình mà mình bo như người miền Nam ấy, rất là tuyệt vời. Cái bo đấy không phải là sĩ diện đâu nhé. Cái bo đấy là tập cho đi đấy. Tức là nó bớt tham đi. Tập cho đấy. Vậy là gì ạ? Cho đi một chút là bớt tập cái tính bớt tham. Vậy ngay lúc cho họ thì cái người họ được mình chưa bàn đâu, nhưng cái tâm của mình nó được là mình tập cho đi. Khó phết đấy ông ạ. Xong cái thứ hai là bớt sân. Trong mỗi một cuộc giao tiếp nói chuyện đừng nhất thiết phải thắng. Không thắng được nó mình phát điên lên thì như vậy là sân quá. Là bớt sân. Trong đời sống này rèn tâm là bớt si mê, tức là bớt thích cái nọ, thích cái kia đi. Bớt mạng, bớt nghi. Và đời sống này nếu mà tâm của mình là tâm trung gian, chỉ còn lại tâm cho đi và tâm yêu thương, thì ngay lập tức tuệ nó sẽ mở luôn. Tức là đục, đủ nắng hoa sẽ nở. Vớt hết đục trong nước thì mặc nhiên nước nó sẽ trong. Vậy thì chỉ cần tâm trong thì tuệ nó sáng. Và tâm của mình là tâm gì ạ? Không sở hữu nữa thì tuệ nó sáng ngay lập tức. Các anh chị tin tôi đi, nếu bây giờ các anh chị đi làm mà đừng nghĩ đến tiền lương nữa, cũng đừng nghĩ đến con nữa, mà chỉ nghĩ làm thế nào để phục vụ khách hàng tốt nhất, chỉ nghĩ làm thế nào mà mình
tận lực sử dụng hết thời gian của mình để nghĩ ra việc để sử dụng thời gian của mình hữu ích nhất. Tin tôi đi, tiền nó về ngay, tuệ nó sáng là tiền nó về. Nhưng mà cứ ngày nào tâm còn hừng hực nghĩ là gì ạ, tháng này lấy tiền đâu để đủ ăn, rồi là đợt này khách hàng nó khó quá rồi, tức là trong đầu nó toàn có rác ơi là rác, thì bạn lấy đâu ra có trí tuệ. Vì vậy tâm nó trong và tuệ nó sẽ phát sáng. Mà tâm trong thì tuệ nó sáng lên một cái, thì bạn làm cái gì nó cũng thành công. Cái hành động của bạn ấy, nó rất là yêu thương, nó rất là tuyệt vời. Và người ta gọi là hành động từ tâm. Hành động từ tâm. Và thưa với bạn, thế thì bạn mới hỏi tôi là làm thế nào để mà rèn luyện cái nọ, rèn luyện cái kia. Thì thưa với bạn, điều quan trọng nhất của bạn là bạn phải xác định được sứ mệnh. Còn ngày nào bạn không tin rằng là sứ mệnh của mình sinh ra để tiến hóa về mặt trí tuệ, mà bạn nghĩ rằng sứ mệnh của mình sinh ra để hưởng thụ, thì bạn không cần phải hỏi tôi làm gì nữa. Chả phải tu tập gì nữa. Cho nên người nước ngoài họ sợ nhất là những kẻ không có niềm tin gì cả. Họ chỉ có thứ duy nhất đó là sống và gì ạ, hưởng thụ. Nó rất là nguy hiểm. Ngay kể cả cho rằng là tôn giáo, cứ cho rằng bạn vô thần đi, bạn không tin những cái thứ đấy là sự thật. Nhưng giả sử nếu trong cuộc đời này bạn chạy mà có một cái cọc tiêu, mà cọc ấy là cọc giả, cọc cao su hay cọc bằng xi măng, hay là cọc ấy bằng vàng, nhưng có một cái cọc để bạn tin tưởng, bạn đi theo và giúp cho đời sống của bạn an lạc và tốt lên, thì cái cọc đấy bằng cọc tre bạn cũng chạy được, cũng bám vào cọc mà chạy được, có đúng không ạ? Nhưng khiếp nhất là trong cuộc đời này chúng ta không có cọc tiêu, không có cọc tiêu, và chạy loang quăng trong cuộc đời này, vớ được cái gì ăn cái đấy, vớ được cái gì là gặm cái đấy, vớ được cái gì là hưởng thụ cái đấy. Thế thì bước 1, bạn cho tôi tìm cho tôi cái sứ mệnh. Và tôi nhắc luôn, sứ mệnh của chúng ta sinh ra để tiến hóa về mặt trí tuệ. Muốn tiến hóa được trí tuệ thì môi trường để tiến hóa được về trí tuệ chính là lao động, chính là lao động. Và trong lao động, trong lao động thì với cái tâm yêu thương, học cái tâm cho đi, và nhờ có lao động, nhờ có cho đi mà chúng ta bớt dần được tham sân si mạn nghi, và tâm nó trong, tự khắc tuệ nó lại đẩy lên. Và bây giờ mọi thứ đối với cuộc sống của bạn là bạn rõ thấy, rõ biết, thì không cần ai chỉ đường, bạn cũng không cần phải hỏi tôi chỉ đường, bạn cũng biết con đường bạn đi. Vì khi đèn nó sáng rồi thì chẳng ai phải hỏi đường cả. Khi mắt hết mù rồi thì chẳng phải hỏi ai là đường đằng trước nó gồ ghề hay nhẵn nhụi cả, họ sẽ tự biết họ đi. Đấy, thì tôi khuyên bạn như vậy. Và chúc bạn mở được ngọn đèn tuệ trong con người mình. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên để lại một like và bình luận để ủng hộ Trường Huấn Luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam. Click để theo dõi kênh và ấn chuông để trở thành người đầu tiên nhận thông báo khi có video mới.